Ayo, what's up? Ở vòng 3 này, đội nào thua thì vẫn sẽ được ăn. Đừng vội mừng nha, vì đó chỉ là lời nói cho vui, khích lệ tinh thần mà thôi. Ngao là nguyên liệu được nhiều người ưa chuộng, với nhiều cách chế biến khác nhau. Nhưng hôm nay, anh đầu bếp sẽ làm món ngao xào húng quế, hết sức lạ miệng và hấp dẫn. Ngao sau khi làm sạch thì luộc trong nước sôi, vớt ra rồi để ráo nước, làm nóng chảo và xào thơm tỏi thôi nào. Thêm hành tây và đầu hành cắt khúc, thêm một chút ớt cho màu sắc hài hòa. Đảo nhanh rồi thả ngao vào ngay thôi. Anh đầu bếp nhớ nhẹ tay để đừng rơi miếng ngao nào nha. Cuối cùng là húng quế làm dậy mùi món ăn. Nêm nếm thêm chút gia vị. Đặc biệt phải có nước tương Coleman đấy nha. Đảo nhẹ lần cuối cho nước miếng tuôn trào. Wow, vị ngao ngon ngọt quyện cùng mùi thơm của húng quế, thật là ngon té ghế luôn tộc trưởng ơi.